tối hôm nay đi ăn gà quay các bạn nha. Quán ăn Hoàng Quay, quận 11, rất nổi tiếng. Nhìn đã không? Đây là gà ta đó. À trời. Rồi, tương ớt, rồi thêm 2 món nữa các bạn. Hoàng Quay, quận 11. Hai chả giò Quế Lâm các bạn. Món gà rất ngon nha, cái chả giò đó nè. Quán này chắc chắn sẽ trở lại nhiều lần. Được cái món gà là thấy mừng rồi, mừng quá trời luôn. Mình nói thật sự là đi ăn mà gặp quán ngon là mừng lắm. Thứ ba các bạn nha, đây chính là canh cải với lại trứng muối, cà phê xanh. Hai món kia ngon quá. Và đây là đường Lãnh Minh Thăng, quận 11. Bây giờ chúng ta chuẩn bị quẹo phải nha. Tôn Thất Hiệp. Đây, Tôn Thất Hiệp các bạn. Bây giờ chúng ta chạy thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Lê Thị Bạch Cát. Đây, chúng ta quẹo trái nha. Lê Thị Bạch Cát. Đây là hẻm 168 Ông Ích Kim, quận 11. Rồi, chúng ta tới nơi nha, ngay phía trước các bạn, bên góc tay phải luôn. Đậu xe máy rất rất nhiều. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng độ 8 giờ tối, ngày 10 tháng 7, 2023. Đây, Lê Thị Bạch Cát, quận 11. Tối hôm nay đang ăn cơm các bạn ha. Quán này có tên là Hoàng Oai, của một người bạn giới thiệu ở trên Facebook, nói rất là ngon. 168/82 Lê Thị Bạch Cát, phường 11/11, số điện thoại 0283858291296 hoặc 0903777660. Ở trên lầu nghẹt rồi, đông nghẹt không có lên được, bây giờ ngồi dưới đây các bạn. Ở đây là gia đình người quản nha. Ok, đây là cái món gọi là đặc sắc của quán, là cái món gì nãy nói gà gì quá rồi, gà xì dầu, phải gà chiên, gà quay, gọi nửa con 230 và họ bảo đảm đó là gà ta nha. Gà ta luộc rồi gà xì dầu Hồng Kông, đáng lẽ định ăn món này nè, nhưng mà em đã nói là bây giờ ăn thì phải đặt trước. Đặt trước bao lâu ta? Nửa ngày à? Nửa ngày. Ok, buổi chiều mình ăn thì sáng mình đặt trước đi. Ok, gà quay Hoàng Quay, thực đơn nhiều lắm các bạn. Ở đây có heo sữa quay nguyên con, heo sữa quay 2 món, thịt quay 3 món, thịt quay Bắc Kinh 2 món, thịt quay da giòn,
mình quay xá xíu, gà ta luộc là 420 đó, gà hấp muối nè, gà quay da giòn 460 nè, bồ câu quay 140, bắp bò ngũ vị. Rồi đợi mình chút xíu nha, ngồi xuống quay tiếp. Bây giờ các bạn xem nè, giờ hoạt động sáng từ 10 giờ tới 2 giờ trưa, tối từ 5 giờ chiều tới 10 giờ tối, có fast wifi. Đây, món thứ hai mình gọi chính là chả giò Quế Lâm, có giá là 180 nha. Bạn nói bên trong sẽ có thịt và củ năng đúng không? Bạn nói củ năng đúng không? Ờ, nấm bạch linh sốt bầu ngư có giá 160, 310, 460, nai xào gừng non 160, 310, 460. Giá đây là giá cao đó các bạn. Tôm xuyên cây tứ xuyên theo thời giá, sò điệp xào bông cải xanh 190, 370, 550. Chả tôm mực chiên, rồi ớt chiên giò, ớt rang muối tiêu, tôm kim sa, ớt ba ly tây cầm, bắp bò ngũ vị, cá nghệ hồng xíu tây cầm, bạch hoa hải sâm, bạch hoa sò điệp. Nhiều món lắm á. Tốt nhất là nên đặt bài trước nha. Tiếp theo chúng ta có tôm càng sốt phô mai, tôm càng nấu kiểu Thái, tôm thích rang muối, tôm thích xào tỏi ớt. Tất cả đều theo thời giá làm sao nè. Chả giò hải sản, đậu hũ bách hoa, bò xào ớt xanh, đậu hũ sữa chiên giò, đậu hũ rang muối 120-230. Gừng heo sốt cải, heo quay, đậu hũ tay cầm. Mình mấy ba qua đây, mấy ba em qua đây mở mình cái thực đơn cái. Mình cái. Ôi trời, cái này còn bao gồm thêm 10% VAT nữa trời. Rồi lên qua đi, quán nhà ăn có 10% VAT. Ở đây có cua xào kiểu Singapore nè, cua miếng tay cầm nữa nè. Rồi gì đây? Cá miếng xào dầu, nhiều món quá trời. Lượt qua nữa mình, lượt qua nữa bé bà. Đây có món canh, ủa canh đâu rồi, chưa thấy. Cái này, khoan để lại xíu đi. Bạn mình có nói với mình về món cá hấp tàu xì Hồng Kông, cá mú các bạn. Nhưng cái này phải đặt trước nha, mai mốt mình sẽ quay lại ăn, nếu mà nó thực sự rất là ngon. Lượt qua nữa bé bà. Canh đâu rồi? Quá vậy. Đậu hũ hải sản tay cầm 160, 310, 460. Ủa nãy cái phần canh nằm đâu rồi ta? Mình tiếp đi bà. Thấy phần canh. Đậu xào. Thôi được rồi. Rau muống xào tỏi mà cũng bán 80 tiền 150 tới 220. Giá này cao quá. Thôi được rồi. Sao đâu. Còn bộ người Hoa không? Món đầu tiên đã đến ha. Đây chính là gà quay có giá là 230, 240 đó các bạn. Còn đó là gà ta nha, cái da nó vàng ngon ghê á, đã thiệt luôn á, những cái đùi luôn, nó có cái phần đầu nữa mà dục nó đi rồi mới quay được. Ok mấy bạn, ở trên đây chúng ta sẽ có ok bánh bao chiên, có nước tương với ớt, có chanh với muối tiêu. Ở đây có sao thế hả? Anh em đi. Bánh bao mềm lắm nha. Dạ. Bánh bao mới hoàn toàn luôn nè. Ok. Lấy cái đầu ra đi, lấy cái đầu của cái con gà đi. Tiễn nó đi đi. Rồi. Ngon không? Bánh bao ngon. Mềm dạ. Sốt. Ok. Nó hơi thiếu dầu không? Nó hơi thiếu độ hâm, không thấm dầu. Nó hơi thiếu cái độ béo của cái thịt mực tàu thơm á. Ừ. Nhưng mà nó là được rồi. Được rồi á. Rồi ăn đi. Hồi trưa này ăn cháo, tối nay ăn gà. Ôi, mình đã ăn cái phần bánh bao các bạn nha. Bánh bao mềm, xốp, ngon, không có bị gắt dầu, bị ngọt ngọt. Cái phần gà rất ngon các bạn, đặc biệt là phần da như nó mỏng giống như là cái kiểu gì mình quay Bắc Kinh đúng không? Thơm lắm, nó giòn, nó mỏng. Họ quay cái nó kiểu cảm giác nó giống như một miếng bánh tráng giòn vậy đó. Ừ. Tráng vô nữa nó đã. Đã là. Cái phần thịt thực sự là dai ngon các bạn, ngọt thịt nha. Các bạn thấy sao các bạn? Xưa em bán gà đó. Nó thơm. Ừ. Đáng đồng tiền hơn. Mà 230, 240 cũng với lòng còn tới 460 rồi. Đây nó còn hơn cả con vịt quay Bùi Hữu Nghĩa luôn á. Nhưng mà đáng đồng tiền. Ăn tại nhà hàng á. Ừ. Nhưng mà ở đây đúng là bán cái món gà này ngon thiệt. Anh nói thì cái thịt gà á. Nó không hẳn là dai lắm. Mà nó không có bị gọi là khô. Ừ. Cái thịt nó là cắn rồi mà. Nó đã cái miệng. Đúng rồi. Nó không có bị khô, nó tươm nước, nó vẫn còn đượm nước.
mà cái da rất ngon nha. Hồi ăn cơm thì cho gì cái tô cơm lớn như lắc họ tính tiền riêng đó. Cái này mới có ba hùng ở đây là bảo đảm là ba thích rồi. À, cô Dương thì thích ăn món nào nó thanh đạm hơn, ba hùng chắc món này thích. Hồi trưa là có món cháo lòng ba hùng thích luôn. Cháo lòng có 3 ngàn ngon ghê. Ngon lắm. Ở gần trên đây à. 11 luôn, 11 nhiều món ngon lắm. Ở trên đây à. Cái món này nếu mà anh Toàn bên cơm gà Hải Nam Âu Cơ 11 nếu mà qua đây ăn món gà được. Ủa bên ảnh có ảnh bên ảnh có cái món gà gà quay này không ta? Như không. Ảnh kêu như gà luộc, như gà xà xíu. Mình thích cái tiệm cơm gà Hải Nam nằm trên đường Âu Cơ 11 các bạn. Chỗ đó ngon. Cái cành của sen mình ăn. Đúng rồi, cành của sen mình ăn ngon. Ăn riết thì nhớ từng món luôn. Nói chung đi ăn á là cái quận 11, quận 5, quận 6. Quận 8 chung với chung quận số 8. Quận 3 quận 6 ít lắm, quận 6, quận 6 nó không bằng quận 11, quận 5 quận 8 cũng được lắm các bạn, có nhiều món của quận 8 thì sự được ngon. Ủa bạn ăn sao tới gì vậy? Sao cay sao diễn tả thôi. Nãy giờ lâu quay cũng cay mà nó thơm không? Nó có sao tới thơm, sao tới gì? À, sao tới tỏi. Nó không có cay luôn hả? Nó là sạch sao? Có nhiều về sao tới xả. Sao tới xả hả? Ok. Xả nhiều không? Rồi nãy giờ ăn chưa được miếng luôn. Cái nhẹ lắm. Ok. Rồi xử. Chấm vô chắc nó mất mùi gà. Ừ. Không, cái này mua về cho ba má ăn được. Cái này, cái này chấm miếng gà cho nó mất mùi gà á. Vậy ha. Không, cái này đặt về nhà được đó ha. Bỏ là các bạn nhìn mình nha. Ờ, cái này mà so với thằng KFC đúng là một chơi một vật ha. Rồi. À, cũng phải nói với KFC ăn cho vui thôi chứ không có bao giờ mê. Có em trẻ em mê, nhỏ mê. Bao giờ mê cái món đó. Ác cái đi qua Malaysia nhiều lúc có ăn phải chui vào KFC. Thứ hai chính là chả giò Quế Lâm các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở trên này họ trang trí sẽ là một cái bông hoa lan và cải son. Mình đúng rồi tắt ra ra coi trong có gì, cầm lên luôn nó nóng, nóng không nóng đúng rồi. Ở bên trong này họ nói sẽ là có phần thịt tôm với lại củ năng đúng không? Đúng rồi. Mời mấy bạn em cần ăn thử cái rồi mấy bạn này tới gần 200.000 đồng á, 180 gì. Ủa cái phần sa tế thơm đó các bạn nha, sa tế thơm nóng luôn, nóng quá nóng luôn á. Rồi lại xíu ăn. Đây đây đây, mày cho tao nhìn cái cho mấy bạn. Rồi rồi em cầm nó ra đây, cầm cái đèn mấy bạn. Đó đó. Để lên đặt lên cái. Rồi. Em thấy cho rõ rồi. Rồi, nghe mùi thơm quá. Nè. Quay từng cảnh nó giống gì đó. Để cho thấy rõ được cái phần trong. Cái màu hồng hồng chắc là tôm á em. Tôm. Rồi. Rất nóng nha. Rồi, ăn thử rồi. Đợi á. Gà ngon thực sự luôn á. Thích nhất là cái phần da. Mà gà không chanh ăn chanh thủ chứ ngồi lắc nó bị khô, người ta để ngoài lâu. Sao rồi? Thấy sao rồi? Phần tôm nhiều hơn phần này. Tôm nhiều củ năng, độ ngọt tươi sao? Em cảm thấy độ ngọt tươi cái vị sao? Nhưng mà giá này 180 nó cũng cao quá hả? Ê, bữa mình ăn chả giò Triệu Châu bên quán 100 sườn 1 Thái Phiên nó 120 cũng được 8 cục. À. Để mình nhai hết rồi nói. Nóng lắm. Sau đó tới mình nha. Sao rồi? Quá lắm. Nhưng mà đưa vô miệng thấy ngon không? Rồi như tới mình ăn. Đáng lẽ rủ anh Tâm đi nữa mà ông bận này. Cái phần tôm đó nó đầy đặn trong đó luôn. Ừ. Củ sắn chỉ là phụ thôi. Củ năng. Đó cũng là nó chỉ là phụ thôi. Vậy cái mùi tỏa lên là mùi gì? Mùi tôm. Mùi tôm hả? Có thịt không? Ít lắm, không cảm nhận được luôn. Ok. Thấy. Vậy này giống như giống cái như vậy, cái quan trọng nè. Cái lớp bên ngoài là phủ là gì ạ? Tổ kỳ hả? Cái này nè. Là gì? Tổ kỳ. Cái bên ngoài. Cái
nhưng mà nó không có hoàn hẳn là giòn nha. Nếu mà anh ăn bên cái chả giò mà dừa châu á, cái lớp ngoài nó sẽ giòn, anh cắn cho cái nó lật cái này. Sao? Cái này nó mềm. Okay. Nó sẽ làm mềm. 2011 thì mình có đi Quế Lâm. Quế Lâm là thuộc tỉnh Quảng Tây các bạn. Quế Lâm Dương Sóc thì ở đó sẽ có cái dòng sông Uống Lượng và những cái ngọn núi đó trùng trùng điệp điệp đó. Gọi là phong cảnh hữu tình, giống như là tranh trong họa, họa trong tranh. Thì Quế Lâm Dương Sóc thực sự rất là đẹp. Tuy nhiên hồi đó là mình đi chơi cho vui thôi, chứ mình không ăn cái chả giò Quế Lâm gì hết, cho nên không có rõ là bên Quế Lâm thực sự là cái chả giò như thế nào. Nhưng mà ở đây coi như là mình ăn thấy nó ngon này ha. Nó là một món đặc sắc á. Dạ. Ăn chơi á. Dạ. Nhưng mà nó tiền nó không ăn chơi. Tiền nó tới 180. Cộng thêm 10% là thành 200 ngàn đó. Cái này là món nhậu á. 200 ngàn nhậu á. Rồi ok tới mình ăn. Rồi cái chả giò Quế Lâm này ngon lắm các bạn. Cái độ sực sực dai dai của tôm với lại cái phần củ năng quyện vào nhau. Rồi cái lớp bên ngoài là cái tàu hủ kỳ nữa. Không có bị gắt dầu, ăn thực sự rất ngon các bạn. Xét về mặt gọi là chiên chả giò, mình cảm thấy là nó nhỉnh hơn chút xíu so với 101 Thái Phiên đó nha. Nhỉnh hơn chút xíu đó các bạn. Kỹ thuật xử lý của cái gà này cũng tốt đó luôn. Mày nãy giờ ăn cái gà có cảm thấy bị khô không vậy? Không. Không không? Vẫn đang ăn. Để nãy giờ ngoài đây. Ok, thôi tập trung ăn, tập trung ăn. Còn món gì nữa quên rồi. Canh đúng không? Ê, cái cơm sao nãy giờ ăn cái hộp cơm sao vậy? Cơm nó ướt. Phải ướt à? Đâu đâu qua đây thử coi. Đây là kéo của tôi qua đây. Ghét chứ là cơm Malaysia. Quêu quêu. Nó này là cơm ướt nha. Nó kiểu như là nó nở hộp á. Nó không bị mất cái vị của gạo nha. Rồi được rồi em. Quay hoài. Thì món thứ ba các bạn nha, đây chính là món cải mè xanh nấu với trứng muối. Rồi múc lên mà các bạn. Cô vô chế anh đi. Có nghe mùi không vậy? Không, nghe mùi gần á. Ok. Mà đứng xa quá rồi. Tại thôi cầm xa. Có nghe tiếng nhạc của mình? Không. Rồi, muốn ăn đi. Ủa, em có thấy trứng muối nhiều không vậy? Anh thấy là... Có một miếng. Không lấy chế được canh nè. Ủa, này cũng trăm mấy nha, có tiền mà... nấm mà nhiều quên rồi. Nấm rơm. Nấm rơm. Bông. Bông. Cải nó cũng nhiều rồi mày. Cải cũng ít. Cái này chắc muốn được khoảng 3 chén. Mấy lát gừng. Cái này nhà mình làm là bá cháy bỏ chét luôn với lại... Ủa thôi mà nấu cà bè xanh nấu gì vậy ta? Cá thác lát cũng ngon đó mà. Đây, thấy sao mấy bà? Muốn chanh chén cành nữa mà mấy bà. Mình muốn cây, mình muốn chén à. Để quay, tập trung quay hết luôn xong mình ăn. Hồi nãy giờ mình chưa ăn được. Món này cũng được mà. Cải mè xanh người nào thích ăn thì nó rất thích ăn. Tại nó sẽ có vị nhân nhẫn. Nhưng một số người là không thích được. Ví dụ như mình. Canh rất ngon các bạn. Thực sự rất ngon. Vị ngọt từ thịt. Cái trứng có độ béo béo, không có cảm thấy vị mặn luôn các bạn. À, không có cảm thấy vị mặn nha, kỳ ha. Nó lại cái trứng muối nó phải có vị mặn chứ. À, cái phần thịt tươi ngon ngọt thịt các bạn. Rồi thêm thoang thoảng có mùi gừng. Chút xíu cái mùi như dầu mè đúng không các bạn? Cảm thấy dầu mè không? À, không hề bị đắng các bạn. Món canh này rất thanh đó. Ăn ngon ghê á. Nhưng mà mình trong mong là cái món này nó sẽ có cái hộp vị muối, nó sẽ có vị mặn mặn đúng không? Cuối cùng là không nghe vị mặn. Rất đáng để đến đây ăn, các bạn nhớ đến đây thử nha. Rồi bây giờ tới lượt Tùng ăn thôi, tập trung ăn. Chứ hồi hai đứa kia nó ăn hết rồi. Còn mấy miếng này. Sạch xanh xanh luôn, không còn một tí. Ở đây cái phần tặng của quán các bạn, đây chính là rau câu hình hoa hồng, với bên trong có gì nữa. Dừa phô mai. Về nhớ bị chăm sóc một Thái Phiên hồi xưa cũng cho ăn này ha, bây giờ nhét luôn rồi. Dở rồi. Dạ hết rồi. Lấy cái muỗng gì sẵn ra không? Hay là ăn luôn đi rồi. Ok. Ba món gì ngon quá rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đẹp quá được. Cho nó bay á.
ông chủ tính tiền. À, gà quay da giòn nửa con 230, canh cải trứng thịt muối, thịt muối lộn 140, chả giò Huế 580, cơm trắng một tô 40, Pepsi 15, trà đá 6.000 hai ly, ăn giấy ướt 3 cái 6.000, tổng số tiền 617.000 đồng, không có cộng trên VAT. Mừng quá mà mẹ ơi, bỏ được VAT mừng quá. Rồi một lần nữa 168/82 ly thì bạch cát 11, rất đáng để ăn các bạn nha. Mình có thể nói với các bạn là ở đây là cái quán cơm mà mình thích hơn so với quán truyền ký nằm trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, phố Tây, quận 11, quên rồi. Nó nằm đối diện với siêu thị Lý Thường Kiệt đó. Cái quán truyền ký thì cũng có nhiều món ngon, nhưng mà qua mình đi ăn Hoàng Oai qua ba món này mới cảm thấy là thực sự là sao ta, nhỉnh hơn đúng không mình? Em thấy nhỉnh hơn đúng không? Nhỉnh hơn rõ luôn á. Nhưng mà nếu mà hạ cái giá mà xuống giống như 101 Thái Phiên thì bên kia nó lại theo một cái phân khúc khác. Nói chung là cả hai cái quán mà gọi là quán cơm. Mà mình muốn nói về cái quán cơm truyền ký á là sau khi mình có tính tiền, họ mang lên một cái dĩa trái cây. Trái cây ăn xong họ tính tiền mình. Giống như cái dĩa này. Thì mình ăn tính tiền cái dĩa đó. Hồi trước là vậy các bạn, tao mang lên cái mình cứ nghĩ là họ cho la set vậy đó, mình ăn xong tính tiền. Nhưng mà không, quay lại chủ đề là nói là nếu mà cái giá mà cả mầm mềm á về cơm nước á là 101 Thái Phiên, còn nếu các bạn ăn cao cấp hơn chút xíu ổn thì các bạn ghé qua đây nha. Ở đây người bạn của mình khi mà viết trên Facebook thì người bạn mình có khen một cái điều mà mình cảm thấy tâm đắc đó, cho chỗ là cái món ăn ở đây thậm chí ngon hơn một số nhà hàng cao cấp. Mình có thể nói các bạn là mình đi ăn một số nhà hàng 5 sao rồi ở Sài Gòn mà chuyên về món hoa, và mình cảm nhận ở đây thực sự mà nói là họ có phần nhỉnh hơn luôn á về cái phần vị nha. Mùng 1 ngày rằm vẫn bán, và thường là Tết là nghỉ từ ngày 28 Tết tới mùng 6 là sẽ khai trương trở lại. Còn thông tin gì nữa? Ngoài thời gian còn gì nữa ta? Quên rồi. À, máy lạnh. Ở trên đây lầu có, hồi nãy em nói là có một cái phòng có được 5 bàn hả? 5 bàn là coi như được bao nhiêu người ta? Ồ, giờ tổ chức tiệc hả? Ok. Cái này nếu mà anh gọi điện thoại anh order một cái con gà mà đưa về nhà vẫn được đúng không? Ờ, chuyển qua Grab. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ăn ngon. Đi về, mừng quá. Ăn ngon là mừng lắm luôn á. Bữa nào đi quay mà nó dở dở là bực mình lắm. Bữa nay mấy bà nó đi ăn mà nó ngon, nó đụng mà nó, cái mặt nó ra. Cái chữ nào cũng là ngon lắm. Bữa giờ đi ăn mấy lần mà là thấy bữa nay ngon nhất đúng không? Bữa trong siêu một Thái Phiên là những cái món nó bình thường quá. Nó cũng là ngon mà, nói là có thể kiếm ở bộ mấy. Không, mà, không có chưa đó tới đỉnh. Bữa đây ngon. Ok.